chị Thanh Nga ở quận Liên Chiểu. Có chồng làm nghề lái xe tự do, dịch bệnh phức tạp nên thất nghiệp. Bản thân chị là giáo viên mầm non dạy trường tư, cũng nghỉ việc từ tháng 4. Hai con còn nhỏ, phát sinh nhiều chi phí sinh hoạt nên gia đình chị gặp nhiều khó khăn suốt thời gian qua. Sau khi tìm hiểu trên website của Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng, chị Nga đã chủ động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian chờ dịch bệnh được kiểm soát để có thể trở lại công việc. Vì cái thất nghiệp nó dài quá kìa mà không có khả năng đóng bảo hiểm nữa nên xin cắt giảm để xin thất nghiệp anh. Dạ em xem ở trên mạng, dạ em xem ở cái trong các trang web của trung tâm á, báo cắt bảo hiểm thì em làm thất nghiệp, mà thì bên bảo hiểm họ gửi về các em photo, em gửi lên là xong. Dạ cũng nhanh. Em nộp về bưu điện là ngày qua 2 ngày là họ gửi kết quả về cho em, họ hẹn em là ngày 21 tháng 10 này lên nhận kết quả thôi. Để khẩn trương thực hiện chính sách cho các đối tượng gặp khó khăn trong hoàn cảnh giãn cách, phong tỏa do dịch bệnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được hưởng chính sách theo đúng quy định. Trong đó đã có sự linh hoạt về thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý thông tin thông qua mạng xã hội, Zalo, điện thoại, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để sớm chi trả cho người lao động. Thì cái đầu tiên mà được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì do là anh em bạn bè đồng nghiệp thì cũng đã nghỉ việc trước mình. Cái thông tin mà những cái gì cẩn thận về chuẩn bị về giấy tờ thì anh em mình hỏi thông tin của bạn bè. Cho nên là mình cũng rất là dễ dàng. Thì sau đó mình tới chỗ trung tâm giới thiệu việc làm thì anh chị cũng rất là giúp đỡ tận tình. Cho nên là cũng không có khó khăn gì để nhận được trợ cấp thất nghiệp. Nó cũng thiết thực và giúp đỡ cho mình trong cái giai đoạn mà khó khăn đó. Cũng góp phần cho mình cuộc sống là mình cầm cự mình vượt qua những cái ngày khó khăn trong cái dịch bệnh khi mà cái nguồn tiền của mình dự trữ nó không còn nhiều lắm. Về nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vì khi thực hiện giãn cách thì người lao động người ta không đi đến trung tâm được thì nhân viên trung tâm sẽ chủ động liên hệ với người lao động qua điện thoại để xác nhận là người ta có nhận trợ cấp thất nghiệp hay không và hướng dẫn người lao động mà thông báo thực hiện các thủ tục về thông báo tìm kiếm việc làm tháng đầu tiên. Các thủ tục mà ký nhận thì sẽ thực hiện sau khi hết giãn cách. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, từ đầu năm đến cuối tháng 9 năm 2021 đã có 11.892 người đã nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 21.000 người. Năm 2021, số lao động làm việc trong ngành dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn đã bị mất việc và nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp là rất lớn. Bên cạnh đó, lao động ngành may mặc đăng ký cũng tăng hơn so với năm ngoái. Trung tâm đã ra quyết định chi trả với tổng số tiền 242 tỷ đồng. Theo đó, mức hưởng bình quân của người lao động là gần 3,5 triệu đồng một người một tháng. Số tháng bình quân là 5,18 tháng một người. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, tức là cái nhóm đối tượng cùng tham gia thì có sụt giảm hơn so với năm ngoái. Thì như hiện nay thì cũng cỡ khoảng trên 220.000. Bảo hiểm xã hội thành phố là luôn luôn chủ động và phối hợp một cách kịp thời với Sở Lao động Thương binh Xã hội, các sở ban ngành cũng như là Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất cho người hưởng. Ví dụ như là đặc biệt là trong cái đợt dịch Covid vừa qua. Thậm chí chúng tôi là có thể là hướng dẫn giải quyết thông qua mạng xã hội, trang Zalo, tiếp nhận hồ sơ trước, rồi sau đó khi chi trả thì sẽ tiếp nhận hồ sơ để lưu sau. Theo quy định, người lao động bị thất nghiệp khi chưa tìm được việc làm mới thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức bằng 60% bình quân lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Nếu đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Tuy nhiên, tối đa không quá 12 tháng. Đồng thời, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí và hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian này. Để nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người lao động nắm chính sách, chủ trương trong trường hợp không may phải nghỉ việc hoặc gặp khó khăn, nhanh chóng được hưởng các chính sách, khắc phục khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh kéo dài như hiện nay.